Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 124: chúng ta phát ra là tâm tư lợi. Chúng ta xem sự phát tâm của lục tổ, việc này thật quá hy hữu. Trong Đàn Kinh có ghi chép, khi Ngài đến Huỳnh Mai, Ngũ Tổ hỏi Ngài: con đến đây để làm gì? Ngài nói: con đến để làm Phật, không cầu thứ gì khác, chỉ là muốn đến làm Phật. Phát ra cái tâm như vậy, khẩu khí như vậy, chúng ta từ trước đến giờ chưa từng thấy qua, cũng không nghe nói qua. Đây chân thật là không thể nghĩ bàn, khiến người bội phục. Thế nhưng lục tổ so sánh với Phật A-di-đà thì lại kém rất xa. Lục tổ nói: con đến để làm Phật. Câu nói này quá rộng, không cụ thể. A-di-đà Phật 48 nguyện, từng điều rất cụ thể, rất thực tại. Lục tổ không thể so sánh được. Như vậy thấy, chính là Phật với Phật, tuy là đạo đồng, thế nhưng chỗ phát tâm ở nhân địa không giống nhau. Phát tâm nhất định là phải kết pháp duyên, cho nên ở nhân địa, phát ra cái tâm này, mỗi một vị Phật kết pháp duyên với tất cả chúng sinh không giống nhau. Tất cả chư Phật ở nhân địa phát ra cái tâm không như nhau, thế nhưng phát ra đều ở cái tâm Bồ Đề. Hiện tại chúng ta phát ra cái tâm quá nhỏ, không chỉ không thể nói là tâm Bồ Đề, mà chúng ta phát ra cái tâm tư lợi. Chúng ta tại vì sao học Phật? Mong muốn lìa khổ được vui. Mong muốn lìa khổ được vui, đây chính là cái tâm tư lợi. Hiện tại ta quá khổ rồi, ta hy vọng trải qua ngày tháng thoải mái một chút. Hy vọng học Phật có thể phát tài. Hy vọng học Phật có thể trường thọ. Hy vọng học Phật người nhà của ta có thể được bình an vô sự. Chỉ vì những việc như vậy, người thế gian chúng ta từ trước đến giờ chưa phát ra cái tâm liễu thoát sanh tử, ra khỏi ba cõi, không hề có. Miệng phải tâm quấy, trong miệng nói tôi muốn ra khỏi ba cõi, nhưng trong tâm thì không muốn ra khỏi ba cõi. Trong miệng nói muốn vãng sanh, ở đây chúng ta mở Phật thất, nói 7 ngày vãng sanh thì không có một người đến. Việc này sợ quá, 7 ngày sẽ chết, mạng của tôi còn rất dài, sẽ không có người nào đến. Vì sao vậy? Họ không thật muốn vãng sanh, miệng nói mà tâm không muốn. 48 nguyện của Phật A-di-đà quá rộng lớn. Ở nhân địa sơ phát tâm phát ra loại tâm này, thực tế khó được, chân thật không dễ dàng. Chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc 48 nguyện, nếu có thể thể hội được chút nghĩa này, cái tâm đó của Ngài thật là quá từ bi, quá thanh tịnh, quá rộng lớn, không ai có thể sánh được. Chúng ta cũng có cái tâm thanh tịnh này, cũng có cái tâm từ bi này, cũng có cái tâm rộng lớn này, nhưng không thể phát ra được. Tại vì sao không thể phát ra được? Bị vô minh mê hoặc, bị nghiệp chướng chướng ngại, tuy có nhưng không thể hiển lộ phát ra. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.